Vâng, cây chùy băng sát 83 điểm và sát thương vật lý ngoại công 73%. Nón kháng hỏa 25, sinh lực 145. Dây chuyền kháng tất cả 11. Áo phục hồi 40. Bao tay chậm 40. Ngọc bội chậm 40, cái ngọc bội này rất là VIP. Đây có lẽ là ngọc bội của Nguyễn Văn Việt Quý, một cao thủ có thể nói là chuyên săn đồ ở các server và chuyên ôm những cái đồ VIP anh em ạ. Anh em nào mà muốn đầu tư những món đồ VIP thì cứ liên hệ với Nguyễn Văn Việt Quý. Mình đã ăn 50% cái tiền BA ở đây rồi anh em ơi. Cứ bán được một món đồ là nếu có tiền lời được 100.000 mình sẽ có 50.000. Mình BA cho Nguyễn Văn Việt Quý để lấy tiền lời nhé anh em nhé. Cây nhẫn kháng hỏa 20. Đôi giày tốc độ 40. Giày mộc kháng độ 9 và thể lực 109 luôn anh em. Cái nhẫn thổ chúng độc 30 kháng băng 19. Đai lưng kháng hỏa 25 nữa, hai món kháng hỏa 25 này. Nón 25 với là đai lưng 25. Nhẫn kháng hỏa 20 nữa, ba món kháng hỏa ngon đấy anh em ạ. Này mà gặp thiên nhẫn thì vẫn có cửa đấy anh em ơi. Ba món kháng hỏa. Con ngựa phi vân kháng tất cả 3. Phi phong 1 cấp. Mặt nạ kháng tất cả 5. Trang sức kháng tất cả 5. Ấn kháng băng 25. Như vậy là nếu gặp Nga Mi thì cũng có thể chơi được. Và gặp thiên nhẫn, nếu mà gặp thiên vương này gặp thiên nhẫn vẫn có thể cầm cự được anh em ạ. Cảm ơn bạn Ngà Phạm nhá. Ok, như vậy là cao thủ thiên nhẫn vào chung kết rồi. Như vậy là Nga Mi Dung Nhi sẽ gặp với thiên vương ở trận bán kết rồi anh em ạ. Vâng, trận đấu đối đầu khá hay đây. Nga Mi Dung Nhi và thiên vương John Whisky Fake. Trận đấu đã chính thức bắt đầu rồi. Với mức kháng băng này và ở thời điểm này thì nếu những pha tiếp cận của thiên vương là hoàn toàn có thể kết thúc được Nga Mi. Nhưng mà Dung Nhi là một người thi đấu rất là tinh quái. Chúng ta cũng đã xem rất nhiều trận của Dung Nhi rồi. Cầm Nga Mi rất tinh quái anh em ạ. Sẽ rất khó cho cao thủ thiên vương có thể áp sát được. Hãy cùng chờ xem là cao thủ Fake thiên vương mang sẽ thể hiện ra sao đây. Anh có thể sử dụng những chiều lướt của mình để có thể tiếp cận được với vị trí của Nga Mi hay không ạ? Bây giờ thiên nhẫn sẽ là khó khăn anh em ạ. Nếu mà thiên nhẫn bây giờ có lẽ anh đang ngồi ở ngoài vị trí khán đài, đang xem live của FC Cù Phèo, anh nghĩ là cầu mong cho cao thủ thiên vương sẽ thắng. Bởi vì dù sao gặp thiên vương sẽ dễ dàng hơn gặp với Nga Mi anh em ạ. Nhưng mà từ đầu trận đấu đến bây giờ thì chưa có một pha tiếp cận nào đến từ vị trí của cao thủ thiên vương bang. Anh vẫn đang loay hoay chưa thể tiếp cận được. Độ tình quái của SG Dung Nhi đến bây giờ vẫn đang là khá tốt. Những pha lướt của thiên vương bang vẫn chỉ là đuổi theo sau đít ngựa của SG Dung Nhi thôi, chưa thể tiếp cận được. Vâng, Dung Nhi đã xuống ngựa là bắt đầu có những pha phong sương để ăn nam rồi. Vâng, Phúc Đoàn bảo là cứ đọc là Quý Pha Ke được rồi. Ok, mình sẽ đọc là Quý Pha Ke nhá. Cảm ơn em Minh Hoàng tặng anh 45 sao nhá. Tiếp tục là những cái phong sương ăn được điểm nam tiếp của cao thủ Nga Mi. Chúng ta thấy là Nga Mi đánh quá quái luôn anh em ạ. Sau khi ăn được hai phong sương lại lên gỡ tiếp tục di chuyển rồi. Tiếp tục là hai phong sương nữa trúng người của Thiên Vương. Nga Mi đang cong đít lên để chạy rồi anh em ạ. Ăn được hai phong sương là phải cong đít lên chạy ngay lập tức. Không dám gọi là đứng ở đó lâu anh em ạ. Không thể nấn ná mà chào hỏi thêm được nữa. Tiếp tục là bốn phong sương trúng người của Thiên Vương Bang. Nga Mi khá tham trong pha vừa rồi, còn cố gắng trường thêm một phong sương nữa, khiến cho Thiên Vương bây giờ phải sử dụng đến khinh công rồi. Tuyệt chiêu của ông võ sư ngoài Ba Lăng Nguyễn truyền cho Fake, nhưng mà pha vừa rồi thì Thiên Vương Fake khinh công vẫn chưa thể tiếp cận được Nga Mi. Đầu trận đấu đến bây giờ đã 2 phút trôi qua rồi, nhưng mà Thiên Vương vẫn chưa thể sờ đến khu vực lông chân của cao thủ Nga Mi rồi anh em ạ. Vẫn là những cái phong sương ăn đam của Nga Mi thôi.
chưa có một pha tiếp cận nào của Thiên Vương. Thiên Vương đang cố gắng lướt rồi. Anh phải sử dụng hết những tuyệt kỹ của môn phái Thiên Vương mang đến thời điểm này để có thể mong rằng một lần nào đó có thể túm được tay của cao thủ Nga Mi. Một pha lướt quá tốt của Thiên Vương mang đã tiếp cận được rồi, nhưng mà cũng vẫn chưa thể làm gì được Nga Mi. Nga Mi vẫn đang quá tinh quái trong những pha di chuyển của mình. Anh đang gần như vô hiệu hóa được những pha lướt của Thiên Vương Bang. Những pha chặn đầu của Thiên Vương Bang có thể nói là cực kỳ tốt, nhưng mà thật sự là đối thủ của anh hiện tại là Nga Mi. SG Dung Nhi đang thể hiện một cái trình độ PK rất tốt ở trận đấu này. Nếu mà cứ thi đấu thế này thì người lo lắng ở phía bên ngoài khán đài đó chính là cao thủ Thiên Nhẫn. Nếu gặp với cao thủ Nga Mi ở chung kết thì gần như là không có cửa cho Thiên Nhẫn rồi. Có lẽ giờ này thì cao thủ Thiên Nhẫn ở ngoài đang thắp nhang cầu khấn cho cao thủ Zone Quý Pha Ke có thể chiến thắng trận đấu này. Nhưng mà hiện tại thì Quý Pha Ke đang rất là bất lực rồi anh em ạ. Tiếp tục là một pha di chuyển tốt nữa của cao thủ Thiên Vương, nhưng mà vẫn chưa thể giữ chân Nga Mi ở lại rồi. Người ơi người ở đừng về, nhưng mà vừa mới cất tiếng lên thì Nga Mi đã về rồi. Một pha khinh công của Nga Mi để trốn tránh những pha gì truy sát của cao thủ Thiên Vương Bang. Những pha lướt của Thiên Vương Bang chúng ta thấy là cũng rất tốt anh em ạ. Chỉ do là Nga Mi này quá kinh nghiệm trong những pha di chuyển mà thôi. Vâng, nếu ở trên mạng chúng ta đã từng xem đến những clip gọi là Hải quay xe, thì bây giờ thì SG Dung Nhi cũng đã có những pha quay ngựa quá tốt khi mà đã bị chặn đầu bởi cao thủ Thiên Vương Bang. Anh tiếp tục ăn phong sương lên ngựa rồi. Một pha áp sát của Thiên Vương Bang liệu có làm gì được không? Không làm gì được rồi. Nga Mi vẫn thoát ra được. Ở đúng rồi Khánh Trương ơi. Tiếp tục là 4 đến 5 cái phong sương trúng người của cao thủ Thiên Vương nữa rồi. Đến thời điểm này thì Nga Mi hoàn toàn đã là người chiến thắng tuyệt đối về điểm đam rồi. Chỉ sợ bị knock out thôi anh em ạ. Nếu không knock out thì khả năng thắng đam của Dung Nhi gần như là tuyệt đối. Vâng, tiếp tục là những pha di chuyển tốt nữa của cao thủ Nga Mi. Thiên Vương vẫn đang cố gắng để áp sát. Vâng, như vậy là trận đấu đã chính thức khép lại rồi. Và khi mà không có sự đốc ao ở trong trận đấu này thì hoàn toàn chúng ta đã biết chắc khả năng thắng của Nga Mi là hoàn toàn đến 99% rồi anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài hướng vào trận chung kết. Vâng, anh John Whiskey của chúng ta đã về Nam Nhạc Trấn rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận chung kết giữa cao thủ SG Dung Nhi và cao thủ Master anh em ơi.